Xin chào các em. Chào mừng các em đến với khóa học sinh học 12 của trang học trực tuyến olm.vn. Ở bài trước, chúng ta đã được tìm hiểu về gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN. Ở bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về quá trình phiên mã và dịch mã nhé. Như tên bài học, chúng ta sẽ tìm hiểu hai quá trình, đấy là phiên mã và dịch mã. Chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên của bài, phiên mã. Phiên mã chính là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn của ADN. Chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu các loại ARN. Có 3 loại ARN. ARN thông tin, ký hiệu là mRNA, có mạch thẳng, có trình tự nucleotide đặc hiệu để ribosome nhận biết và gắn vào. ARN vận chuyển, ký hiệu là tRN, có cấu trúc 3 thùy, một đầu gắn bộ 3 đối mã, đối diện là vị trí gắn acid amin. ARN ribosome kết hợp với protein tạo nên ribosome. Ribosome gồm hai tiểu đơn vị tồn tại riêng rẽ trong tế bào chất. Chỉ khi tổng hợp protein, chúng mới liên kết với nhau thành ribosome hoạt động chức năng. Vậy, mRNA có chức năng làm khuôn cho quá trình dịch mã, tRN vận chuyển acid amin và rRN là thành phần cấu tạo nên ribosome. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cơ chế phiên mã. Trong quá trình phiên mã, trước hết, enzyme ARN polymerase bám vào vùng điều hòa, làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc có chiều 3 phẩy đến 5 phẩy và bắt đầu tổng hợp mRNA tại vị trí đặc hiệu. Sau đó, ARN polymerase trượt dọc theo mạch gốc có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy trên gen để tổng hợp mRNA theo chiều 5 phẩy đến 3 phẩy. Khi enzyme di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại ngay. Đoạn nào trên ADN vừa phiên mã xong thì sẽ đóng xoắn trở lại. Quá trình phiên mã được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung. A của ADN liên kết bổ sung với U của ARN, T của ADN bổ sung với A của ARN, G của ADN bổ sung với X của ARN và X của ADN bổ sung với G của ARN. Ở đây, cô có một câu hỏi dành cho các em. Trên mạch mang mã gốc của gen có bộ 3 3, A, G, X, 5. Bộ 3 tương ứng trên phân tử mRNA được phiên mã từ gen này là gì? Rất tốt, dựa theo nguyên tắc bổ sung thì bộ 3 tương ứng trên mRNA sẽ là 5, U, X, G, 3. Ở tế bào nhân sơ, mRNA sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein. Còn ở tế bào nhân thực, mRNA sau phiên mã phải được cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn exon lại với nhau, tạo nên mRNA trưởng thành, rồi đi qua màng nhân ra ngoài tế bào chất làm khuôn để tổng hợp protein. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu quá trình dịch mã. Dịch mã chính là quá trình tổng hợp protein. Quá trình này có thể chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn hoạt hóa acid amin và giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide. Ở giai đoạn hoạt hóa acid amin, trong tế bào chất, nhờ các enzyme đặc hiệu và năng lượng ATP, mỗi acid amin được hoạt hóa và gắn với ARN vận chuyển tương ứng, tạo nên phức hợp acid amin tRN. Ở giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide, tiểu đơn vị bé của ribosome gắn với mRNA ở vị trí nhận biết đặc hiệu. Vị trí này nằm gần codon mở đầu. Bộ 3 đối mã của phức hợp mở đầu methionine tRN là UAX bổ sung chính xác với codon mở đầu AUG trên mRNA. Tiểu đơn vị lớn của ribosome kết hợp tạo ribosome hoàn chỉnh, sẵn sàng tổng hợp chuỗi polypeptide. Codon thứ 2 trên mRNA gắn bổ sung với anticodon. Ribosome giữ vai trò như một khung đỡ mRNA và phức hợp acid amin tRN với nhau, đến khi hai acid amin tạo liên kết peptide. Cứ một liên kết peptide được tạo thành thì một phân tử nước được giải phóng. Ribosome lại tiếp tục dịch chuyển đi một codon, cứ như vậy đến cuối mRNA. Khi ribosome tiếp xúc với mã kết thúc trên mRNA, quá trình dịch mã hoàn tất. Nhờ một loại enzyme đặc hiệu,
Axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polypeptide vừa được tổng hợp. Chuỗi polypeptide tiếp tục hình thành các bậc cao hơn, trở thành protein có hoạt tính sinh học. Trong quá trình dịch mã, mRNA thường không gắn với từng ribosome riêng rẽ, mà đồng thời gắn với một nhóm ribosome gọi là polyribosome hay còn gọi tắt là polysome, giúp tăng hiệu suất tổng hợp protein. Nhìn vào hình sau đây, em hãy xác định chiều di chuyển của polysome trong quá trình dịch mã. Rất tốt! Ribosome sát bên trái tổng hợp được ít axit amin nhất, ribosome sát bên phải tổng hợp được nhiều axit amin nhất, chiều di chuyển sẽ là từ trái sang phải. Vậy, nếu ta có hai mRNA tham gia dịch mã với hai ribosome trượt qua, mỗi ribosome trượt qua hai lần, tổng số chuỗi polypeptide được hình thành sẽ là bao nhiêu? Chính xác, chúng ta sẽ có 8 chuỗi polypeptide được tạo thành nhé. Tóm lại, cơ chế phân tử của hiện tượng di truyền được thể hiện qua sơ đồ sau. Vật liệu di truyền là ADN được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế tự nhân đôi của ADN. Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã từ ADN sang mRNA, rồi dịch mã từ mRNA sang protein biểu hiện thành tính trạng. Dựa vào trình tự mạch mã gốc của ADN, em hãy sắp xếp trình tự các axit amin trên chuỗi polypeptide được tạo thành từ ADN đó. Các em đã hoàn thành câu trả lời rất xuất sắc. Chúc mừng các em! Qua bài này, chúng ta biết được thông tin di truyền trên mạch mã gốc của gen được phiên mã tạo thành phân tử mRNA theo nguyên tắc bổ sung. Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, trong đó tRNA mang axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mRNA trong ribosome. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé! Cảm ơn các em!